ứng chứng giáng thế của Phật Di Lạc. Quyển 8 Kinh Huệ Lăng Âm Nghĩa cũng nói tới sự đản sanh của một Đức Phật Như Lai, hoặc được gọi là chuyển hương thánh vương. Dấu hiệu để nhận biết là dựa vào những bông hoa U Đàm Bà La với hình dáng loài hoa rất nhỏ, trắng muốt, thân mỏng như tơ và trong suốt, trắng như tuyết. Xung quanh có quần sáng hơi nhạt, mọc bên trên bất kỳ nơi nào, chất liệu nào mà những loài hoa khác không thể mọc, như đồng, sắt, thủy tinh, và tồn tại hàng năm mà không tàn. Cụ thể trong sách Huệ Lăng Âm Nghĩa được viết như sau: U Đàm Hoa được dịch từ tiếng Phạn cổ đúng nghĩa là Ô Đàm Bạc La, tức là điềm lành, linh dị, là thiên hoa. Thế gian không có loại hoa này. Nếu Như Lai giáng sinh, chuyển luân thánh vương xuất hiện nơi trần gian thì loại hoa này sẽ xuất hiện nhờ đại đức và đại ân của ngài. Quyển 4 Kinh Pháp Hoa Văn Cú có viết: hoa U Đàm có nghĩa là may mắn linh thiêng, 3000 năm mới nở một lần. Khi hoa nở là Kim Luân Vương sẽ xuất hiện. Cũng chính là lời tiên tri của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni về điều này đã được hiện ứng. Những bằng chứng, ấn chứng cụ thể, thực tế đã được nêu ra rất rõ, và cũng như lời cầu xin đã ứng nghiệm, để tiếp thêm động lực cho tất cả mọi người biết về sự thật như thế nào. Hiện tại thì chuyển luân thánh vương, Di Lặc Vương đã chuyển thế, xuất hiện, đã và đang dạy về đạo giải thoát. Và chắc hẳn ai ai cũng từng nghe, và nghe rất nhiều người hiểu và biết về hai từ giải thoát. Và đây cũng chính là đạo mới mà kinh sách, những lời tiên tri, lời dự ngôn đã nói đến. Trong kinh sách cũng nói đến, người cần sự giải thoát thực sự phải có trí tuệ. Ở đây không phải là được học cao hiểu rộng, mà là sự nhận biết, nhận thức chân chính, tức là có chánh kiến về khổ, về vô ngã, về vô thường, về tánh không. Đây cũng là thêm bằng chứng về ngài, về sự xuất hiện của ngài, về đạo mới mà ngài phải đảm nhiệm với chức trách vô cùng cao cả. Chắc hẳn mọi người đều biết đến những hiện tượng lạ những ngày qua đã xảy ra, những thảm họa mỗi ngày đều có. Vậy thì mình có rút ra được bài học gì chưa? Có cảm thấy sự thật giả, chánh tà, đảo lộn hay không? Những cái cũ chúng ta phải bám, có thực sự giúp chúng ta giải thoát hay không? Những gì diễn ra trước mắt chúng ta càng hào nhoáng, càng nguy nga, càng rực rỡ, chẳng qua là dùng tiền có thể đổi lấy mà thôi. Từ chức sắc phẩm vị đều có thể dùng tiền mua được. Vậy thật sự có linh ứng hay không? Tâm an lạc ở đâu? Linh điển và tâm hành như các bậc cao tăng của thời xưa truyền lại ở đâu? Vậy chúng ta tu theo kiểu cách gì? Những gì xảy ra hiện tại thì tất cả mọi người đều biết rất rõ, rất rõ, rõ như ban ngày, nhưng vẫn cố chấp tin vào đó, tin vô điều kiện. Nếu như có điều kiện cũng bỏ vào hết để mà tiếp tục tin. Vậy và điều đặc biệt mà con luôn thắc mắc, nếu chúng ta học đạo, tìm hiểu càng sâu, thì chúng ta phải biết rất rõ thời này là thời của Chúa Giê-xu, và vị Phật cuối cùng của nhân loại là Phật Di Lạc. Và sự sống của chúng ta hiện tại ở đâu mà có, nguồn cội mình ở đâu thì không ai quan tâm đến. Vậy mình tu với mục đích gì? Chúng ta cầu xin, khấn lại, cho con được như này, cho con được như kia, con sẽ trả lễ, cúng dường vân vân. Đây là một sự trao đổi mà thiên ma dẫn dắt chúng ta phải làm như vậy. Nên, cho nên mới có sự xuất hiện của Di Lạc Vương để dạy và bảo chúng ta cách giải thoát khỏi những gì chúng ta bị u mê từ rất lâu mà chúng ta ngộ nhận vô điều kiện. Sự giải thoát chỉ đánh đổi bởi lòng tin, tâm hồn thanh sạch, sự tu sửa bản thân và sự giác ngộ khỏi những điều tham mê thích muốn mà chúng ta đã và đang làm trong cuộc sống hàng ngày. Còn chờ gì nữa? Còn đợi gì nữa? Còn tìm gì nữa? Còn xác minh gì nữa? Rõ ràng quá rồi ạ. Đơn giản, dễ học nhưng đạt kết quả mà chúng ta không thể nào ngờ tới. Con mong rằng
Thêm bằng chứng xác thực này sẽ giúp mọi người phần nào đó thông suốt hơn, mạnh mẽ hơn và có lòng tin ngày càng vững chắc hơn. Giêsu Maria Giuse, cầu Cha Trời Thượng Đế toàn năng thương cứu nhân loại chúng con. Cầu Cha Trời Thượng Đế toàn năng tha tội cho nhân loại chúng con. Amen. Mời đồng bào gọi vào. Chúa cùng đi với con nơi đường đời tăm tối mịt mù, là thầy ơn Chúa sâu rộng vô biên. Trích lục thuyết pháp dịch tận. Trích lục thuyết pháp dịch tận kinh của nhà Phật. Cách đây hơn 2.500 năm, khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, trong những năm truyền trích lục thuyết pháp dịch tận kinh của nhà Phật. Cách đây hơn 2.500 năm, khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, trong những năm truyền pháp của mình đã để lại cho con người tương lai nhiều dự ngôn rằng vào thời kỳ mạt pháp sẽ xuất hiện nhiều dị thường. Và cũng chính là lúc con người không còn tâm pháp để câu thúc đạo đức. Và trong thời kỳ này sẽ xuất hiện rất nhiều tăng nhân giả làm thiện trí thức, đưa chúng sanh làm đường lạc lối. Phật Thích Ca Mâu Ni đã dự báo sau khi trải qua 5 lần 500 năm, tức là 2.500 năm, cũng chính là thời điểm hiện tại, khi mà các tăng nhân trong pháp của Ngài tuy cạo trừ đầu tóc, thân mặc cà sa, nhưng họ lại phạm giới cấm hành. Trích lục thuyết pháp dịch tận kinh của nhà Phật. Cách đây hơn 2.500 năm, khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, trong những năm truyền pháp của mình đã để lại cho con người tương lai nhiều dự ngôn rằng vào thời kỳ mạt pháp sẽ xuất hiện nhiều dị thường. Và cũng chính là lúc con người không còn tâm pháp để câu thúc đạo đức. Và trong thời kỳ này sẽ xuất hiện rất nhiều tăng nhân giả làm thiện trí thức, đưa chúng sanh làm đường lạc lối. Phật Thích Ca Mâu Ni đã dự báo sau khi trải qua 5 lần 500 năm, tức là 2.500 năm, cũng chính là thời điểm hiện tại, khi mà các tăng nhân trong pháp của Ngài tuy cạo trừ đầu tóc, thân mặc cà sa, nhưng họ lại phạm giới cấm, hành không như pháp, đều là những tỳ kheo giả. Phật thuyết pháp diệt tận kinh, còn gọi là pháp diệt tận kinh, là tác phẩm kinh điển của nhà Phật. Người đời sau không xác định được người dịch bộ kinh này, nhưng theo các tiên nhân suy tính thì xác nhận được dịch ra vào thời Lưu Tống, từ năm 420 đến năm 479. Trong Phật Thuyết Pháp Diệt Tận Kinh có ghi lại lời tiên tri của Phật Thích Ca Mâu Ni về những biến hóa dị thường sẽ xảy ra. Sau khi Ngài nhập Niết Bàn, lúc ấy Phật Thích Ca Mâu Ni ở tại nước Kusinara ở Ấn Độ cổ. Có rất nhiều tín đồ và dân chúng tụ tập xung quanh Ngài, xin Ngài thuyết pháp và khai thị. Sau 3 lần thỉnh cầu, Phật Thích Ca Mâu Ni đã khai thị và một phần nội dung những lời của Ngài đã được ghi trong phần Pháp Diệt Tận Kinh. Pháp Diệt Tận Kinh ghi chép lại Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói với tôn giả A Nan và các tín đồ rằng sau khi Ngài ly thế, cũng chính là vào thời kỳ mạt pháp mạt kiếp, thì Phật Pháp mà Ngài truyền sẽ bị phá hư diệt vong. Là một người giác ngộ đại trí đại huệ, Phật Thích Ca Mâu Ni 10 phần hiểu rõ vận mệnh pháp mà Ngài truyền ra. Phật Thích Ca gọi xã hội nhân loại lúc này là ngũ nghịch chọc thế, ma đạo hưng thịnh. Lúc này ma quỷ chuyển thế xuất gia đến chùa miếu tu hành, phá hoại pháp của Ngài.
lúc ấy sẽ bại hoại đến mức độ nào. Mọi người hãy tưởng tượng thử xem các tín đồ mặc áo cà sa có ngũ sắc sặc sỡ, uống rượu, ăn thịt, sát sinh, tham dị, không có từ tâm, hơn nữa còn ghen tức, đố kỵ lẫn nhau. Trong Pháp Diệt Tịnh Kinh nói rằng, những ma sư sau khi hủy hoại Phật Pháp, tạo nghiệp xong rồi, cũng không dùng tâm tu đạo đức. Chùa chiền lúc này trở thành nơi của những kẻ buôn đầu cơ. Chúng sinh chỉ tham tiền tài vật chất, tích lũy để giàu, cũng không tu phúc đức cho chân chính. Cũng có những kẻ vì trốn tránh quan trường truy xét, mới nương nhờ cửa Phật, họ trở thành thầy tu nhưng không giữ được giới luật. Tuy bề ngoài vẫn tụng niệm nhưng trong lòng chán ngán, buông thả, cơ bản là không muốn nghe Phật Pháp, hoặc lược bớt nội dung không dám nói hết. Thêm nữa, họ không thể học thuộc kinh điển, cho dù thỉnh thoảng có người đọc được, nhưng lại không hiểu được chữ nghĩa và câu cú. Bản thân không hiểu được kinh sách mà không đi tham khảo ý kiến của những người minh trí, tự cao tự đại, ham danh tiếng mà làm ra những trò hư ngụy, cố tạo ra tao nhã, tự cho mình vinh quang, trông mong người khác đến cung cấp để nuôi dưỡng mình. Khi Đức Phật còn tại thế, Ma Dương từng có lời nguyền rằng: Này ông Cô Đam, hôm nay ta thua ông vì ông trụ ở thế giới này nên ta không làm gì được ông. Ông nên biết rằng sau khi ông diệt độ, các đệ tử của ông dù lớn hay nhỏ, tuy là hình thức tu theo ông, việc làm của họ phải làm theo sự điều khiển của ta cả. Ông phải chóng mắt xem ta sai khiến họ. Ma Vương nói thêm, còn sau khi ông diệt độ, người nào dám viết lại những lời dạy về Như Lai Thanh Tịnh Thiên của ông đều là những kẻ chống đối với ta. Ta quyết chí triệt phá họ cho bằng được. Ta sẽ sai khiến người có chức có quyền trong đạo của ông phụ giúp ta triệt phá người này. Ta cũng báo cho ông Cô Đam biết, số người tu đạo của ông 1000 chưa chắc đã có một người biết về pháp môn Thanh Tịnh Thiên này. Nhưng việc cúng lại và cầu xin thì vô số kể. Ông đừng mong đem giáo pháp thiền thanh tịnh này thoát sự cuốn hút của vật chất. Ma Vương nói thêm, sau này có rất nhiều người đem pháp môn tu vật chất mạo danh thanh lịch để dụ nhiều người đến nghe, để cho họ kiếm tiền. Những người này đều do ta xúi bảo cả. Thực tế thì mọi người đã nhận ra rằng hiện trạng này đang xảy ra rồi, phải không ạ? Rất nhiều giới luật bị sửa đổi, rất nhiều hòa thượng chia thành các cấp, khoa, sứ, cục, vân vân, lãnh tiền lương, nhận tiền thưởng, duy trì hình thức bề ngoài của Phật giáo. Tỉnh táo mà suy nghĩ, đó có còn là Phật giáo của Phật Thích Ca nữa hay không? Có còn tu hay không? Những hòa thượng ấy thật sự có xuất gia hay không? Đó chẳng phải đúng là những tỳ kheo giả hay sao? Có thể nói sự hóa phá hoại từ bên trong là sự phá hoại nguy hiểm nhất. Những người khoác áo Phật gia nhưng không chân tu đã làm diện mạo của Phật giáo bị hoen ố, không lý giải được và trở thành dị đoan trong mắt người đời. Đó là tội ác của những sự phá hủy con đường mà Phật Đà lưu lại cho thế nhân. Chùa chiền hiện nay đã biến thành những nơi cho chúng sanh tham tiền tài vật chất, không tu đức chân chính. Tăng ni trong chùa đã có những kẻ vô đạo mà còn dâm dục phóng túng, lại cũng có những người trở thành thầy tu mà không chân tu, làm ra những trò giả dối. Giữa các pháp môn khác nhau cũng có đấu đá, nói xấu, đặt điều, thậm chí là vu khống. Giữa các môn phái cùng thuộc Phật giáo cũng chẳng tha. Đó đâu phải là điều mà người tu nên làm. Thế sự vạn biến, thật giả khó lường. Cái giả, cái tà, cái ác sẽ mượn danh cái chân, cái chính, cái thiện để đi lừa dối người ta, mê hoặc, dẫn dụ. Như thế phải dùng trí tuệ để phân biệt thật giả, chính tà, thiện ác, bám chắc vào pháp, chứ không chạy theo số đông, không nghe theo danh tiếng của người thầy nào đó hay danh tiếng của môn phái nào đó.
Như vậy mới không bị mê lạc vào con đường mà ma vương đã sắp đặt sẵn. Thế nhưng trong Phật Thiết Pháp Diệt Tận Kinh cũng có ghi lại lời của Đức Phật dạy rằng, khi Pháp ta diệt, ví như đèn dầu sắp tắt, ánh sáng lóe lên sau đó diệt liền. Khi Pháp ta diệt, ví như đèn tắt, khó mà tránh được. Đến sau mấy ngàn năm, khi Di Lạc hạ thế làm Phật, thiên hạ thái bình, độc khí toàn tiêu. Phật Thích Ca Mâu Ni nói đến pháp môn cứu cánh cho toàn nhân loại. Ngày nay đó là chuyển Luân Thánh Vương. Trên thiên thượng gọi là Pháp Luân Thánh Vương, cũng được gọi là Di Lạc. Một vị Như Lai với thần thông tối quảng đại, năng lực lớn nhất vũ trụ, rồi sẽ hạ thế chuyển pháp, độ hết thảy chúng sinh, các giới. Xuất phát từ lòng từ bi của con người, Phật Thích Ca Mâu Ni đưa thiên cơ trọng yếu này vào các dự ngôn minh sát, lấy đó khai thị cho người đời sau phải sáng suốt để tự cứu thoát khỏi kiếp nạn, để hướng về kỷ nguyên mới của lịch sử. Mong rằng những ai hữu duyên có thể tìm và đặt được cơ duyên để có thể giải thoát được chính mình. Khi cơ hội đến, hãy nắm bắt đừng bỏ qua. Những lời dự ngôn của Phật Thích Ca Mâu Ni lúc ấy, mọi người có nhận thấy rằng có bao nhiêu điều đã xảy ra, có bao nhiêu điều đang xảy ra và có bao nhiêu điều sắp xảy ra. Khi tiếp nhận thông tin này cho mọi người nói chung và Phật tử nói riêng, thì nghĩ sao về điều này ạ? À? Những điều con nêu trên rất chi tiết và rõ ràng về lời dự ngôn của Phật Thích Ca Mâu Ni để chứng minh rằng lời từ thiên điển của Ngài Di Lạc Vương là chính xác nhất. Những câu nói mà mọi người bán bỏ cho rằng không đúng, nó đều được nằm trong Pháp Diệt Tận Kinh. Dạ xin cho con hỏi, có bao nhiêu người biết đến? Khi nghe về những lời này thì mọi người xem xét chính mình xem mình đã sáng suốt như quan niệm mà mình đã khẳng định hay không. Phật Thích Ca Mâu Ni đã khẳng định đây là pháp môn cứu cánh cho nhân loại ngay thời điểm này, và người duy nhất có thể mang chúng ta đến điểm đích nhanh nhất, an toàn nhất và có thể đến gần cha nhất chính là Ngài Di Lạc Vương mà thôi. Con mong rằng bằng chứng hữu ích này sẽ là hạt giống gieo trong tâm của tất cả mọi người và sẽ một ngày một phát triển theo hướng đúng đắn nhất. Giêsu Maria Giuse, cầu Cha Trời Thượng Đế toàn năng thương cứu nhân loại chúng con. Cầu Cha Trời Thượng Đế toàn năng tha tội cho nhân loại chúng con. Amen.